một trong những tuyến đường vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nếu không muốn nói là vĩ đại nhất. Không chỉ đơn thuần là huyết mạch thông thương buôn bán của các thương nhân giữa hai châu lục Á-Âu, đó còn là một hành trình văn hóa tôn giáo giữa các quốc gia. Con đường tơ lụa đã trở thành một huyền thoại mang giá trị lịch sử to lớn, cùng với những câu chuyện đã đi vào các tác phẩm văn hóa đại chúng ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Thế nhưng, không có gì là tồn tại mãi mãi, và con đường tơ lụa cũng vậy. Sau hơn 1.500 năm tồn tại, con đường tơ lụa dần suy tàn nhanh chóng và kết thúc vào thế kỷ 15. Vậy điều gì đã xảy ra với nơi từng được gọi là huyết mạch giao thương giữa lục địa Á-Âu này? Mọi huyền thoại đều có sự khởi đầu. Vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, nghề dệt lụa tơ tằm đã xuất hiện tại Trung Quốc. Bởi vẻ đẹp óng ánh và độ bền của nó, nên lụa nhanh chóng trở thành một thứ hàng cao cấp, xa xỉ, bậc nhất, dành riêng cho giới quý tộc và vua quan trong triều đình. Nhận thức được giá trị của những tấm lụa, các vị vua Trung Hoa đã cố gắng giữ bí mật nghề nuôi tằm nhằm giữ thế độc quyền cho mình và ấp ủ suy nghĩ làm giàu bằng cách đưa vài lụa qua phương Tây để trao đổi, mua bán, mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho đất nước. Vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, Trương Kiên, một triều thần của Hán Vũ Đế, đã nhận lệnh đi về phía Tây để liên minh với những quốc gia và dân tộc mới. Tuy cuộc hành trình của Trương Kiên không mang lại thêm mối quan hệ nào mới cho nhà Hán, nhưng nó đã giúp ông có thêm nhiều kiến thức về nền văn hóa phương Tây, tuyến đường mới và đặt nền móng cho con đường tơ lụa. Chuyện kể rằng, sau thời gian lang thang tìm kiếm, trải qua nhiều gian khổ, Trương Kiên đã tìm được Nguyệt Chi ở miền Bắc Ấn Độ ngày nay. Ông cũng phát hiện ra nhiều sản vật lạ triều đình rất quan tâm, và trên đường về, đoàn quân mang theo nhiều sản vật, hệ thống đường hình thành nhờ nhiều chuyến đi sau đó, tìm đường mới, kết nối lại với nhau. Vào năm 119 trước công nguyên, người Trung Hoa đã bắt đầu đem tơ lụa gấm vóc trên lưng những con lạc đà, đi khắp mọi nẻo đường đến Ba Tư và La Mã để đổi lấy vàng bạc hay các vật phẩm có giá trị khác mà người phương Đông không có mang về sử dụng. Con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh đi qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng địa Trung Hải và kết thúc tại Rome. Con đường có chiều dài 5.000 dặm, tương đương khoảng 8.000 km. Các thương gia Trung Hoa tập kết hàng hóa tại Trường An, nay là Tây An. Lạc đà là phương tiện vận chuyển chủ yếu thời đó cũng được chuẩn bị kỹ, làm cầu nối giữa hai nền văn minh Đông và Tây. Khi nhà Hán vướng vào cuộc chiến tranh lớn với những người du mục Hung Nô và nhà Hán muốn có những con ngựa chiến lớn ở thung lũng Fergana cho kỵ binh của họ cưỡi để đánh bại kẻ thù, họ đã đổi lụa lấy ngựa nhờ con đường này. Nhà địa lý học người Đức Ferdinand von Richthofen được cho là tác giả đặt tên cho con đường này. Theo tiếng Đức là Seidenstraße, tạm dịch là con đường tơ lụa, khi ông xuất bản cuốn sách nghiên cứu vào giữa thế kỷ 19 về con đường này. Con đường tơ lụa thực ra không phải chỉ là một con đường, nó giống như một tuyến đường, và lạc đà là loài động vật chính được sử dụng để vận chuyển hàng hóa dọc theo các đoạn đường bộ của con đường tơ lụa. Ngoài lạc đà, các thương nhân ở Trung Á và Trung Quốc còn sử dụng ngựa và bò Tây Tạng để chở hàng hóa cho họ. Hoàng gia và quý tộc của La Mã rất thích lụa của Trung Hoa, họ mong muốn sở hữu thứ hàng này đến mức sẵn sàng cân lụa đổi lấy vàng. Nhận thấy được lợi nhuận khổng lồ từ thị trường, các thương gia Trung Quốc đã dốc toàn bộ khả năng để tăng cường vận chuyển hàng hóa tới La Mã và Ai Cập, mặc dù mỗi người trong thương đoàn đều biết rằng họ sẽ phải trải qua một đoạn đường đầy khó khăn và nguy hiểm mới có thể đến được với sự giàu có. Người châu Âu đã mang các mặt hàng đặc sản dọc theo con đường tơ lụa để trao đổi với người Trung Quốc. Những mặt hàng này thường bao gồm len, động vật, nô lệ, ngọc bích, rượu và thủy tinh màu. Đồng thời, người dân phương Tây cũng lên đường tới Trung Quốc để buôn bán và truyền bá tôn giáo. Bên cạnh vải lụa, gia vị là mặt hàng quan trọng thứ hai được vận chuyển trên con đường tơ lụa. Những thương nhân đã sử dụng những loại gia vị này để che đi mùi vị của thực phẩm đang thối rữa và bảo quản thực phẩm trong chuyến hành trình của mình. Họ cũng kinh doanh những loại gia vị có giá trị này, phổ biến nhất bao gồm hạt tiêu, gừng, nhục đậu khấu, đinh hương, thìa là, nghệ tây và quế. Ngoài ra, giấy thực sự là một trong những mặt hàng quan trọng nhất được giao dịch trên con đường tơ lụa. Nó đã trở thành vật liệu viết được sử dụng nhiều nhất ở châu Âu và châu Á, có ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với lịch sử. Ngược lại, ngựa Ba Tư cũng trở thành món hàng giá trị và đắt đỏ mà các lái buôn thời bấy giờ trao đổi trên con đường tơ lụa. Không chỉ các loài động vật, nô lệ cũng bị buôn bán dọc theo con đường tơ lụa. Họ hầu hết là những người dân thường vô tội bị bắt trong các cuộc chiến tranh, tội phạm hay nợ một món tiền lớn mà không thể trả. Không chỉ có ý nghĩa về giao thương, con đường tơ lụa còn là tiền đề để thúc đẩy khoa học, văn hóa, tôn giáo phát triển trong thời kỳ này.
những cuộc buôn bán, thám hiểm giúp con người có cái nhìn mới về tự nhiên, địa lý, chính trị. Người Trung Hoa chuyển đi tơ lụa, thuốc súng, giấy và gốm sứ bằng con đường tơ lụa. Đổi lại, những kiến thức về thiên văn đã giúp Trung Quốc có thêm những hiểu biết về vũ trụ. Về tôn giáo, thông qua con đường này, văn hóa các nước cùng nhiều tôn giáo được giao thoa khắp nơi. Rất nhiều nhà thờ, giáo đường Kitô giáo, Do Thái giáo hay chùa chiền đều được dựng lên trên hành trình của con đường tơ lụa. Mọi tôn giáo đều được chấp nhận và tôn trọng trên con đường tơ lụa, chính quan điểm thể hiện sự tiến bộ, tạo tiền đề cho các nền văn minh phát triển. Không những vậy, con đường tơ lụa cũng là nơi để nhiều nhà thám hiểm viết nên tên tuổi của mình. Người nổi tiếng nhất là Marco Polo, ông cũng là người đầu tiên đến từ châu Âu ghi lại kinh nghiệm của mình khi đi du lịch vòng quanh Trung Quốc. Ông là một người Ý, sống vào thế kỷ 14 và đã sử dụng con đường tơ lụa để khám phá nhiều vùng đất mới ở Trung Hoa. Marco thậm chí còn được vua Hốt Tất Liệt phong một chức quan. Khi trở về châu Âu, ông đem theo nhiều kiến thức cùng sản vật của Trung Quốc. Con đường tơ lụa đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa lẫn xã hội của cả phương Đông và phương Tây. Thế nhưng, hành trình trên con đường này luôn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy, thậm chí không ít người đã phải bỏ mạng tại nơi đây. Giao thương trên con đường tơ lụa dần trở nên phát triển, kéo theo tình trạng cướp bóc dọc đường đi dần trở nên phổ biến. Để tự bảo vệ mình khỏi những toán cướp dọc đường đi, người buôn bán thường đi thành nhóm hoặc ghép với các đoàn lữ hành khác. Ngoài ra, địa hình khắc nghiệt, tình trạng thiếu nước uống cũng là cơn ác mộng đối với những người đi buôn. Nhiều người đi qua hoang mạc muối Lough Nor từng bỏ mạng vì không mang đủ nước uống. Cũng chính vì môi trường địa lý của con đường tơ lụa quá khắc nghiệt đã góp phần khiến nó dần lụi tàn. Khi khí hậu ở Đông Á dần trở nên lạnh hơn cùng lượng mưa giảm, các con sông trên con đường tơ lụa đường bộ dần bị phá vỡ và quá trình sa mạc hóa tiếp tục mở rộng. Đặc biệt là dưới triều đại của nhà Nguyên và nhà Minh, chính sách nhập cư được thực hiện, di dân chặt cây, khai khẩn đất hoang khiến cho môi trường tự nhiên ở khu vực này ngày càng nghiêm trọng, bão cát tiếp diễn, cuối cùng là đất trồng trọt biến thành cát. Với sự thay đổi môi trường địa lý, những thương nhân trên con đường tơ lụa đã phải dừng bước chậm lại vì lạnh, thiếu nước và bởi vì gió và cát. Thế nhưng đó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của nơi từng được gọi là huyết mạch của lục địa Á Âu. Các cuộc chiến tranh liên miên cùng nạn đạo tặc, cướp phá khiến cho những đoàn người buôn bán luôn gặp nguy hiểm. Và cũng kể từ đây, con đường tơ lụa vĩ đại cũng dần trở nên suy thoái. Phải đến khi đế quốc Mông Cổ mở rộng bờ cõi ra khắp châu Á và châu Âu, công việc buôn bán nơi đây mới thịnh vượng trở lại. Thế nhưng, chính con đường này đã vô tình phát tán dịch bệnh cái chết đen ra khắp châu Á và Trung Á vào khoảng từ năm 1348 đến năm 1350. Căn bệnh này đã giết hại gần 60% dân số của châu Âu và tác động không nhỏ tới hoạt động của con đường tơ lụa. Cuối cùng, con đường tơ lụa vĩ đại cũng tan rã vào thập niên 1400 bằng hàng loạt các sự kiện đau buồn. Tại Trung Quốc, nhà Minh lên nắm quyền đã khống chế con đường tơ lụa. Việc bắt nộp thuế cao đã khiến nhiều thương gia phải tìm đến con đường vận chuyển khác. Sự phát triển của đế chế Ottoman khiến cho tuyến đường nối giữa phương Tây và phương Đông bị chặn đứng. Chính vì vậy, các thương nhân suy nghĩ và tìm kiếm một con đường khác thay thế an toàn và nhanh chóng hơn. Song song với đó, kỹ thuật đóng tàu thời kỳ đó dần trở nên phát triển và thế là đến thế kỷ thứ 8, con đường tơ lụa trên biển được ra đời bởi những thương gia người Ả Rập. Kể từ đó, con đường tơ lụa dần chìm vào quên lãng và biến mất trong dòng chảy của lịch sử nhân loại. Dẫu vậy, giá trị và tầm ảnh hưởng của con đường tơ lụa thì không ai có thể phủ nhận. Đó là nhân chứng cho mối quan hệ giữa Đông Phương và Tây Phương và là sự tổng hợp, giao thoa, tình hòa, thúc đẩy phát triển văn minh của nhân loại. Hướng dẫn làm nhiệm vụ của Bệnh viện Anh Quân tại WeScan để mua hàng với giá ưu đãi. Truy cập vào wescan.vn. Vào trang của Bệnh viện Anh Quân, ấn vào phần làm nhiệm vụ tại đây. Sẽ có 5 nhiệm vụ bao gồm nhận quà từ Cake, nhận quà từ ví VNPay, donate tối thiểu 10.000, nhận quà từ Neo và nhận quà từ Teenex. Ở đây tôi sẽ làm ví dụ ở nhiệm vụ donate 10.000. Khi hoàn thành hết tất cả các nhiệm vụ, bạn sẽ được khoảng một khoản tiền nho nhỏ để có thể thanh toán một số mặt hàng hiện có trên WeScan. Hiện tại, trang của tôi đang có được các gói tài khoản Netflix có thể được mua với giá cực kỳ hấp dẫn. Các bạn hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ để sở hữu những gói ưu đãi đặc biệt này nhé.